xin chào các bạn. Các bạn có biết lý do vì sao người dân Singapore họ lại rất thích ăn sầu riêng, họ rất nghiện món sầu riêng hay không? Đây là mình đang quay tại một cửa hàng bán sầu riêng tại khu dân cư Bờ Đốc. Hàng năm thì cứ mỗi dịp tới mùa sầu riêng trong khoảng từ tháng 5 tới tháng 9 hoặc là tháng 10 thì các cửa hàng bán sầu riêng lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp người mua bán. Nhưng các bạn cũng biết Singapore dân số chỉ có khoảng 5 đến 6 triệu người thôi, nhưng họ lại là quốc gia tiêu thụ sầu riêng lớn thứ 3 trên thế giới đó. Mỗi năm họ nhập khoảng trên 20.000 tấn sầu riêng tươi. Tại Singapore thì họ không có trồng sầu riêng đâu. Thực ra là vẫn có, nhưng chủ yếu là sầu riêng mọc tự nhiên, mọc trong rừng thôi. Và dân thì họ không có thu hoạch gì hết. Do đó là tại Singapore họ chủ yếu sẽ nhập khẩu sầu riêng trực tiếp từ Malaysia. Và đây cũng là cái quốc gia mà Singapore nhập khẩu sầu riêng lớn nhất, chiếm hơn 85%. Còn lại thì là Singapore họ sẽ nhập sầu riêng từ một số các quốc gia khác, ví dụ như Thái Lan, Việt Nam hay Philippines, v.v. Thông thường thì giá sầu riêng tại Singapore sẽ dao động từ khoảng 5 đô cho tới 20 đô một quả, tức là gần 90.000 cho tới 350.000 đồng một quả, tùy thuộc vào kích cỡ cũng như là loại sầu riêng. Có một số loại sầu riêng cao cấp, ví dụ như là Musang King, thì mình thấy là có mức giá nó sẽ cao hơn. Hoặc thậm chí theo mình thấy thì vào những cái lúc cao điểm như tháng 6, tháng 7, tháng 8 hàng năm ấy, thì giá sầu riêng còn có thể là 1 đô một quả hay là 2 đô một quả sầu riêng cơ. Tức là nó khoảng tầm 17 tới 35k một quả. Tất nhiên là nó chỉ dành cho các cái loại sầu riêng quả nhỏ thôi các bạn ạ. Vì người dân Singapore họ nghiện sầu riêng như vậy nên thậm chí họ còn có cả cái món bánh trung thu sầu riêng nữa. Mình thì chưa thử cái món bánh trung thu sầu riêng này, nhưng mà mình thấy họ bán khá là phổ biến trong các cái dịp trung thu ở bên Singapore này. Vì sầu riêng có mùi rất là mạnh nên hầu hết bạn sẽ thấy là họ sẽ chỉ bán sầu riêng tại các cái cửa hàng không có mái che ở các khu dân cư mà thôi. Đây là các cái khu cửa hàng ngoài trời. Còn trong siêu thị hay các cái trung tâm thương mại ấy, thì mình chưa thấy họ bán sầu riêng bao giờ cả. Chắc là do tại mùi quá nặng cho nên là họ cũng sẽ không cho phép bán sầu riêng tại các cái khu vực kín như vậy. Nếu như các bạn sang Singapore du lịch và nếu mà có lỡ mua sầu riêng tại các cửa hàng ở khu chung cư ấy, thì các bạn nên ăn hết tại cửa hàng nhé. Đừng mang sầu riêng lên các phương tiện công cộng như là tàu điện ngầm, MRT hay là xe buýt, vì tại Singapore là họ sẽ cấm không cho phép mang sầu riêng lên các phương tiện công cộng đó. Nếu như bạn vi phạm là có thể bị phạt tiền đấy. Và đây cũng là một trong các lý do vì sao hình ảnh người dân Singapore thưởng thức sầu riêng ngay tại cửa hàng để thỏa mãn cơn nghiện là rất phổ biến tại Singapore, đặc biệt là tại ngay các cái cửa hàng bán sầu riêng. Nếu như các bạn thấy thông tin trong video này hay bổ ích, các bạn hãy giúp mình đăng ký kênh Xây Dịch Singapore để ủng hộ kênh phát triển hơn nữa trong thời gian tương lai nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.